Trước đòn cấm vận từ châu Âu thì cũng trong ngày hôm qua, Nga đã lên tiếng cảnh báo rằng làn sóng trừng phạt mới của phương Tây sẽ dẫn tới giá năng lượng cao hơn cho các nước châu Âu. Nga đồng thời cũng cáo buộc EU rằng không có khả năng theo đuổi các chính sách độc lập với Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thuộc Hạ viện Nga, ông Alexei Pushkov đã lên tiếng chỉ trích ông Obama là người khai mào cuộc chiến tranh lạnh mới. Trong khi đó, thì Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ bằng việc liên tục trừng phạt thì Bruxelles đang tạo ra các rào cản cho sự hợp tác với Nga trong những lĩnh vực chủ chốt như là năng lượng. Đây là bước đi thiếu suy nghĩ và vô trách nhiệm. Nó chắc chắn sẽ dẫn tới giá năng lượng cao hơn cho thị trường châu Âu. Tuyên bố cũng chỉ trích Bruxelles không đủ khả năng đóng vai trò độc lập trong các vấn đề quốc tế. Ngày hôm qua, thì Ba Lan đã trở thành mục tiêu trả đũa đầu tiên của Moscow khi Điện Kremlin ban hành lệnh cấm nhập khẩu hầu hết các loại nông sản từ quốc gia này.